Sau 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Bà Rịa đã cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của ban dân thành phố đối với 184 trên 328 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 56%. Thời gian rút ngắn của từng thủ tục hành chính từ 40 đến 50%. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đã giải quyết 3.405 hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó đúng hạn đạt tỷ lệ 99,65%, trễ hạn 0,35%, kết quả số hóa hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Thành phố Bà Rịa hiện là địa phương thực hiện khá toàn diện cả 6 nội dung cải cách hành chính, cũng như công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ. Năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa xếp thứ 3 trên 8 quyền thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh về kết quả chỉ số cải cách hành chính.